Ok, và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Alphard Computer. Khi mà nhắc tới Acer Nitro 5 thì anh em game thủ chúng ta đều đã biết rồi. Đây là một trong những dòng laptop gaming mà chiếm được rất nhiều cảm tình của anh em game thủ, bởi vì cái hiệu năng cũng như mức giá của dòng laptop này mang lại phải nói là cực kỳ tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi được rất nhiều những cái tựa game online esports ngay trong thời điểm hiện tại, mà mức giá khi mà anh em bỏ ra sở hữu thì nó cũng không phải là quá cao. Và ở trong năm 2019 này thì Acer họ còn mang tới một cái làn gió mới cho cái dòng Nitro này bằng cái việc cho ra mắt Acer Nitro 7. Và với Acer Nitro 7, nó có thể coi như là một trong những phiên bản nâng cấp đáng giá của Acer Nitro 5. Và cụ thể thì những cái nâng cấp đáng giá ấy là gì thì xin mời các bạn xem hết video clip ngày hôm nay. Điểm nâng cấp đáng giá đầu tiên ở trên Acer Nitro 7 có thể kể đến đó chính là về phần lớp vỏ. Thay vì lớp vỏ bằng nhựa như con Nitro 5 thì với Nitro 7 nó được hoàn toàn hoàn thiện từ chất liệu kim loại. Với chất liệu kim loại này thì nó không chỉ mang tới một cái vẻ ngoài cứng cáp, sang trọng và bền bỉ hơn, mà cái chất lượng build của nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Kèm theo đó nữa đó là cái việc mà được hoàn thiện từ chất liệu kim loại như thế này, nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn là chất liệu nhựa, và cái hiệu năng của máy trong quá trình khi mà hoạt động nó sẽ trơn tru và bền bỉ hơn rất là nhiều so với phiên bản Nitro 5. Ở phần mặt trước của Acer Nitro 7 thì chúng ta sẽ không còn có được những cái đường vắt chéo ở hai bên cạnh viền nữa, mà thay vào đó ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng với các họa tiết hoa văn sức bay được hoàn thiện từ chất liệu kim loại và ba đường thẳng chạy dọc. Nó sẽ giúp cho cái phần mặt trước này nó sẽ không quá là đơn điệu, và ngay ở phần chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái họa tiết hoa văn sáng bóng, đó chính là logo Acer được đặt ở phần chính giữa như thế này. Lật vào phía mặt trong thì nếu như các bạn chỉ để ý qua thôi thì gần như thì Nitro 7 nó hoàn toàn giống với Nitro 5. Ví dụ như chúng ta sẽ có một bàn phím với kích thước là full size, các vị trí phím như là W, A, D lên xuống trái phải, và phím để kích hoạt nhanh phần mềm Nitro Sen nên nó cũng được làm tách biệt hoàn toàn, với các phần viền nó được làm màu đỏ trông tương đối nổi bật. Tiếp đến là vị trí của phần trackpad thì nó cũng được đặt chệch sang bên trái một chút, nhưng mà cái sự nâng cấp ở đây đó chính là về khả năng trải nghiệm. Giờ đây thì ở trên chiếc bàn phím này chúng ta đã có một cái bàn phím nó cho chúng ta một cái cảm giác gõ tốt hơn, hành trình phím cũng dài hơn lên tới là khoảng gần 1,6 mm, kèm theo đó là cái cảm giác gõ của nó tương đối là chính xác và nó đem đến một cái tốc độ phản hồi phải nói là cực kỳ là chân thật. Còn đối với phần vị trí trackpad này thì nó cũng được tích hợp phần mềm là Windows Operation Driver, khi mà nó giúp cho chúng ta có thể thao tác đa điểm được, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình di cũng như là mình thao tác ở trên chiếc trackpad này nó rất là nhạy và nó tốt hơn rất là nhiều. Với phần màn hình thì cũng được làm tương đối là giống so với Acer Nitro 5, chúng ta cũng sẽ có một màn hình với kích thước là 15.6 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền là IPS, nhưng mà cái tần số quét của nó được nâng lên từ 60 lên 144Hz. Với tần số quét 144Hz thì nó không chỉ mang tới cho chúng ta một cái trải nghiệm trong quá trình khi mà chúng ta lướt web hay là chơi game, đặc biệt là những tựa game FPS, nó sẽ trở nên mượt mà và đẹp mắt hơn khá là nhiều. Đối với các cổng kết nối thì ở cạnh trái chúng ta sẽ có là hai cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, một cổng cắm mạng và cuối cùng sẽ là một cổng Keystone Lock. Ở phần cạnh phải thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cổng kết nối, ở trong đó bao gồm là một cổng audio, tiếp đến là một cổng USB 2.0, một cổng cắm nguồn, và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm là một khe để thoát nhiệt cũng như là hai cái đèn báo tín hiệu ở đây nữa. Và hai loa mà nó được trang bị ở đây là hai loa mắc audio với cái cường độ âm thanh mặc dù nó phát ra nó không được tương đối là lớn so với lại những chiếc loa khác đang có mặt ở trên thị trường, nhưng mà với hai loa mắc audio này nó sẽ mang tới cho các bạn một cái khả năng trải nghiệm khi mà chúng ta xem phim hay là nghe những cái ca khúc, nó phải nói là thực sự tốt hơn rất là nhiều những chiếc laptop chơi game khác ở trong cái phân khúc và cùng mức giá như thế này. Về cấu hình thì phiên bản mình đang có ở đây sử dụng CPU Intel Core i7-9750H và đồ họa rời Nvidia GeForce GTX 1660T, dung lượng RAM là 8GB và SSD là 256GB. Với cái RAM cũng như là SSD thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nâng cấp được tùy với nhu cầu mà các bạn sử dụng. Còn về card đồ họa GTX 1660Ti thì anh em đều biết nó hoàn toàn có thể giúp cho các bạn chơi được những cái tựa game online esports ngay trong thời điểm hiện tại, từ mid thiết lập làm medium cho tới high setting một cách tương đối là mượt mà. Và với cái cấu hình này thì mình có thử test qua 4 tựa game cũng như một phần mềm benchmark bao gồm là Cinebench V15 và tựa game là Dota 2, CS:GO, PUBG, cuối cùng là Shadow of Tomb Raider. Về cái hiệu năng thực tế trong quá trình khi mà chơi game thì đối với Dota 2 cùng với thiết lập là max setting thì nó sẽ cho chúng ta cái số FPS dao động khoảng từ 65 cho tới 70 FPS. CS:GO cũng là max setting thì FPS của nó đạt được là từ 100 cho tới 110 FPS, còn PUBG sẽ là từ 65 cho tới 70 FPS với mức thiết lập là high setting. Và cuối cùng thì mình có thử benchmark qua tựa game là Shadow of Tomb Raider thì FPS trung bình trong quá trình khi mà bench nó dao động trong khoảng là từ 55 cho tới 60 FPS. Trong quá trình test thì mình thấy một cái điểm bất thường ở trên chiếc laptop này đó là cái vấn đề nhiệt độ, bởi vì CPU trong quá trình khi mà chơi game nó dao động trong khoảng từ 85 cho tới 90 độ C, một con số tương đối là cao mà những cái driver của card đồ họa hay là phần mềm của máy tính thì mình đã áp
nó lên ở phiên bản driver mới nhất rồi. Theo mình nghĩ thì đây có lẽ do cái lỗi là con CPU này nó là một chiếc CPU tương đối là mới và Intel họ đã chưa tối ưu hóa tốt được về cái mặt phần mềm. Nếu như đây là lỗi thì hy vọng ở trong những cái phiên bản cập nhật sắp tới thì Intel họ có thể fix được cái lỗi như thế này. Và như vậy thì hôm nay mình đã cùng với các bạn đi trên tay và đánh giá về chiếc Acer Nitro 7, một trong những phiên bản nâng cấp của Nitro 5. Mặc dù là về cái mặt hiệu năng thì nó chưa tối ưu hóa tốt bằng những cái phiên bản thế hệ cũ, nhưng mà về cái mặt thiết kế cũng như là những cái tính năng mà nó mang lại thì nó tốt hơn rất là nhiều rồi. Và đừng quên thì nếu như anh em muốn mua Acer Nitro 7 thì hãy truy cập ngay vào cái đường link mình đã để sẵn ở phần mô tả bên dưới video này, với những cái khuyến mại đi kèm lên tới tận 4 triệu khi mà các bạn mua chiếc laptop như thế này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại Alphard Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.